Vâng, em xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các bác, các anh, các bạn, những người xem video trên kênh Đình Quân Audio. Vâng, thưa ấy mọi người, em hôm nay làm thêm đoạn video để giới thiệu một sản phẩm đến với mọi người. Vâng, sản phẩm này em giới thiệu là một chiếc âm ly. Em bán thanh lý các bác nhé. Vâng, chiếc âm ly karaoke, âm ly qua sử dụng, âm ly cũ. Vâng, cái đặc trưng của chiếc âm ly này là của một bác khách, bác ấy đến, bác ấy đổi lấy một đôi loa cây. Vâng, để bác ấy, nhà bác ấy còn âm ly cho nên là bác ấy mang đến, bác ấy đổi đến giao rồi thì bác ấy đổi, bác ấy lấy đôi loa cây cho nó bớt tiền đi. Vâng, chiếc âm ly này là âm ly Boton các bác nhé. Âm ly Boton BA999 Hải La Mã. Vâng, thưa mọi người, thưa với các bác là âm ly Boton thì chả nói thì các bác cũng biết rồi. Cũng đầy đủ là một con âm ly Boton cũ như thế này. Như thế này đây. Là chưa qua sửa chữa gì các bác nhé. Em về đồng ý là không phải sửa chữa, nhưng em cũng dầu mỡ lại một số các cái phím bấm. Ví dụ như cái nút chuyển cầu DB này, hoặc là những cái nút chuyển mạch AB này là em có dầu nhỏ dầu mỡ vào đấy. Vâng, cũng xin nói cho bằng đầy đủ với các bác là như vậy, gửi đến các bác như vậy. Âm ly còn sống nguyên vẹn của người ta. Chắc là cũng vào gia đình này cũng cẩn thận. Em không đến nhà người ta nhưng người ta mang đến. Đến thống nhất thì người ta mang đến. Gia đình này cũng là gia đình cẩn thận, giữ gìn cũng rất là còn xanh sạch đẹp. Chiếc âm ly còn sống trọn vẹn các bác nhé. Âm ly hát karaoke. Hàng Boton thì tiếng đánh của nó rất là tốt, mà nó là hàng thương hiệu, hàng đắt tiền, chứ nó không phải là hàng âm ly trôi nổi như mấy con Kani trôi nổi đâu. Vâng, thưa mọi người, em quay cái phần ruột. Vách bên trong là chạy 8 đèn các bác nhé. Mỗi bên là 4 đèn công suất lớn. Bốn đèn công suất to một bên các bác nhé. Công suất rất mạnh. Chạy biến áp cục nguồn 15A. Cục nguồn cực đại luôn. Cục nguồn cực đại luôn. Em quay luôn cái phần bo mạch để gửi đến mọi người. Vâng, thưa mọi người, không phải là nhấn mạnh, không phải là bán hàng mà nhấn mạnh để mà nói. Nhưng mà con âm ly Boton này nó là hàng các bác các anh trong những giới chơi cũng đã biết. Nó là thuộc vào hàng âm ly có thương hiệu. Đấy, công nghệ của Hàn Quốc các bác nhé. Máy là hàng Korea nhé. Vâng, thưa ấy mọi người, là máy hàng Korea đấy nhé. Đây là chân cái loa, đây cầu chế, đây dây nguồn. Em quay kỹ lưỡng để gửi đến với mọi người. Đây là phần công suất của nó đây các bác này. Đây là phần công suất của nó đây nhá. Em quay kỹ lưỡng để gửi đến với các bác các anh, những ai là những người có nhu cầu sử dụng đến thì cũng xem và biết được. Người ta chơi rất là giữ gìn các bác ạ. Rất là giữ gìn. Công suất con này hát karaoke, con này rất mạnh. Bảo là rất mạnh, mạnh quá thì không phải. Hàng 8 đèn này, con này kéo được cả bát 30 côn 63 là ngon lành. Vâng, thưa ấy mọi người, em đang test với một cặp loa cây. Vâng, cặp loa cây này em đã giới thiệu bán với các, giới thiệu đến với các bác. Cặp loa cây này là hàng JBL.
Mỗi một thùng là 2 chiếc loa bát. Và mỗi thùng là 2 chiếc loa bát. Cặp loa cây thì mỗi thùng 2 chiếc loa bát các bác nhé. Cao 1m1, rộng 27, sâu 31cm. Cặp loa này em đang bán, hiện nay hàng em, hàng này là em đang bán rất nhiều. Em bán 2.800.000 một cặp tại cửa hàng các bác nhé. Em bán cặp loa cây này 2.800.000 tại cửa hàng, không bao ship. Vâng. Sau đây em xin test qua một chút chất âm của chiếc âm ly này vào cặp loa cây này để gửi đến mọi người. Mà giờ trăng tròn lắm, muốn hoài ghé thăm. Mình có ba người mà kiếm sống buông trôi. Đứa này ở bên trời thì đứa khác ra đời. Hôm xong lại tan trong giây lắm, xa không đành thì mới thương đời lên. Đường phố khuya rồi, chênh chênh bóng trăng soi. Uống cạn hết ly này, ghi nhớ mãi đêm nay. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối, nhưng là một em giới thiệu qua về phần đôi loa này. Đôi loa này mỗi một thùng, thân thùng là 2 chiếc bát 20 các bác nhé. Gần mút xốp, một chung một tép, cao 1m1, rộng 27, sâu 31. Loa hàng JBL của hãng Simac. Vâng, loa em bán 2.800.000 một cặp. Loa này tại cửa hàng các bác nhé. Những ai là những người có nhu cầu xin liên lạc về cho em. Vâng, còn em nói tiếp về chiếc âm ly. Vâng, thưa với mọi người, chiếc âm ly Boton này cũng như nãy em đã nói, mỗi vách chạy 4 đèn công suất Toshiba, đèn lớn cù nguồn 15A. Công suất con này rất mạnh. Công suất con này kéo cặp loa cây này là ngon lành cành đạt. Vâng, cũng xin em test qua cái chất âm của cái đường micro để gửi đến mọi người. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4. Alo 1. Rất tốt đấy các bác ạ, rất tốt đấy. Còn âm ly Boton tiếng hát karaoke của nó rất là tốt. 1 2 3 4. Alo 1 1 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Alo. Đường mic rất tốt các bác ạ, rất khỏe, căn bản công suất nó khỏe, cho nên tiếng nó sáng, nó sạch. Vâng, con âm ly Boton này thì em xin báo giá luôn. Em giới thiệu đầy đủ với các bác như vậy vì cũng nói đây này là để đầy đủ nhấn mạnh, em xin được nhấn mạnh thêm một chút nữa. Con âm ly Boton này như thế này, nhưng đồng ý bây giờ các bác bỏ ra 2 triệu mua một con âm ly Jaguar Kali trung bình không có cửa như con này được đâu. Cũng nói bằng đầy đủ thừa chuyện với các bác như vậy, không có cửa như con này được. Em cũng xin nhấn mạnh như thế. Trước đây người ta mua là cũng trên 3 triệu, gần 4 triệu vào con âm ly này. Giá thành hiện nay của nó vẫn thế. Điều nó là hàng cũ thì là người ta trao đổi lại cho em. Nay em bán thanh lý, vâng, em gửi đến mọi người, em bán thanh lý với giá 1.500.000.
Có thể thương lượng một chút ít ạ. Em bán 1.500.000. Đấy, vì âm ly còn xanh sạch đẹp. Thưa ý mọi người là âm ly còn đẹp đẽ như thế này. Âm ly còn rất đẹp các bác ạ. Đồng ý những cái vết cấn, vết xước ở trên chốc người ta bỏ cái thớt nọ lên chốc thớt kia thì quá trình sử dụng 5 tháng cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà về chất của con âm ly này thì nó rất là chất lượng. Vâng, em xin giới thiệu đầy đủ với các bác như vậy. Em bán 1.500.000, có thể thương lượng một chút vì đây nó là hàng cũ, hàng thanh lý, cho nên có thể thương lượng được chứ không chặt tay như là hàng mới, nó có giá niêm yết. Mà cũng giới thiệu với mọi người, em xin thưa với mọi người là thương lượng thì cũng chỉ là chút đỉnh thôi ạ. Đấy, nếu điều kiện các bác các anh ở xa thì tiền ship thì chẳng hạn như là em ủng hộ với một phần, gọi là anh em có điện về, ai thiện chí thì điện về cho em. Thì là cũng trình bày rõ là âm ni Boton PA3 số 9 25 mã các bác nhé. Những ai có nhu cầu sử dụng con này thì đọc rõ cho em. Vâng, em giao bán là 1.500.000 nhưng có thể thương lượng được chút ít. Vâng, những ai vừa cửa thì sử dụng thì điện về cho em. Các bác nào không vừa cửa cũng đừng thắc mắc là tại sao nó đắt với nó rẻ. Cái này thì cái đồ vài trăm nghìn em cũng có. Em cũng chuyên thu mua và bán đồ cũ, em chuyên sửa tivi, sửa chữa các loại âm thanh đầu đẩy, bọc phủ tất cả các loại màng loa, cuốn loa thay gân thay màng, các loại loa nhật, loa bãi. Vâng, em bán đồ âm thanh. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, thưa ý mọi người như vậy. Các bác các anh nào vừa chân sử dụng đến, biết chất lượng của con Boton thì xin điện về cho em, đặt hàng cho em, đó là điều cảm ơn các bác các anh. Bán hàng không được lãi nhiều thì lãi ít, đồng ý cứ bán được hàng là em sẽ có công. Vâng, em cũng xin chân thành gửi gắm đến với các bác như vậy. Bác nào có nhu cầu xin điện về cho em qua số điện thoại 0982482610. Vâng, em xin đọc lại 0982482610. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, em cũng giới thiệu chưa chiếc âm ly này là như thế. Còn cũng giới thiệu thêm về cái đôi loa. Em bán đôi loa này, cặp loa hàng này em bán rất nhiều. Em bán với giá 2.800.000 tại cửa hàng các bác nhé. Những cặp loa này là em đã làm video. Em đã làm video để gửi đến với các bác các anh chi tiết. Vâng, em xin chân thành gửi gắm đến với mọi người. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 2020 dương lịch. Vâng, em xin làm đoạn video này để gửi gắm đến với các bác các anh các bạn, giới thiệu những sản phẩm mà cửa hàng em có đang bán hiện nay. Vâng, mục đích chính hôm nay là chiếc âm ni Boton em làm để gửi gắm đến với các bác các anh. Vì hàng chất lượng nó còn nguyên thế này cho nên giá em giao 1.500.000. Có thể nói có một số bác hoặc một số bạn cho là hơi cao, nhưng đồng ý nó là âm ly nó còn chất thì nó khác. Còn âm ly đã trường hợp đã thay tháo vì vỏ nguồn ngung củ nguồn thay hoặc choe choét rồi thì tất cả là nó lại ở mức độ giá thành khác. Còn về mặt chất lượng âm ly như thế này thì là giá em bán giao bán là như thế. Vâng, còn các bác ai là những người sử dụng cứ yên tâm chơi. Em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Chỉ cần các bác cọc cho em một chút là Viettel Phốt, hàng em gửi theo Viettel Phốt, người ta chuyển đến tận tay các bác. Các bác nhận hàng và các bác thanh toán nốt số còn lại. Vâng, em xin chân thành gửi gắm đến với các bác, các anh, các bạn. Vâng, em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Em chào mọi người.